Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Cô cháu Châu Tấn vừa nhất bác lên Mary Claire mùa thu gây bão xì bít. Cặp cô cháu Châu Tấn vừa nhất bác vừa có màn xuất hiện đặc biệt trên Mary Claire, ấn phẩm mùa thu để quảng bá cho bộ sưu tập Chanel Resort 2022. Lần tái xuất này, cả hai siêu sao gây ấn tượng mạnh bởi tạo hình cá tính, tươi trẻ. Là những siêu sao của Cbiz, Châu Tấn với Nhất Bác từng khiến fan đứng ngồi không yên khi bắt tay hợp tác với nhau trên phim ngắn Khúc Ca Rong của Hoa. Lần xuất hiện trên tạp chí Mary Claire lần ấn phẩm mùa thu này, cả hai vẫn gây sốt bởi sự trẻ trung. Cá tính đến từ vị trí nàng thơ, chàng thơ phương Đông của Chanel. Mặc dù lớn hơn với Nhất Bác tận 23 tuổi, người đẹp U50 vẫn trẻ đẹp và hài hòa khi xuất hiện chung với nam thần trên bộ ảnh quảng bá cho nhà mốt Chanel, khiến một số người hâm mộ thẳng thốt, hóa ra Chanel còn có thể mặc như thế. Ở số đặc biệt này, vừa Nhất Bác mang đến những bạn phối outfit thu đông, hơi hướng retro, vốn được giới điều mộ dự đoán đây sẽ là xu hướng đình đám dịp cuối năm nay. Người hâm mộ hy vọng cặp đôi cô cháu Châu Tấn vừa Nhất Bác sẽ tiếp tục hợp tác ở những sản phẩm kế tiếp. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.